Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 2 tuần 30, trang 101-105, sách Chân Trời Sáng Tạo. Bài 2, Sóng và Cát ở Trường Sa. Khởi động, nói với bạn về màu sắc của những sự vật trong thiên nhiên theo gợi ý. Như vậy thì phần khởi động các em sẽ nói với bạn của mình về màu sắc và những cái sự vật thiên nhiên trong thiên nhiên theo gợi ý của các hình dưới đây. Thì các em quan sát các sự vật ở trong hình, tức là ở trong tranh này, kết hợp với sự hiểu biết của thực tế của bản thân mình để mà nói với bạn về những cái màu sắc này và những cái sự vật này. Thì các em quan sát, các em thấy hình đầu tiên, thì các em quan sát, các em thấy ở đây có những đám mây màu trắng. Rồi tranh thứ hai, tranh thứ nhất thì các em thấy như thế nào? Thấy có bầu trời thì màu xanh lam. Rồi tranh thứ hai thì các em thấy có cầu vồng thì có bảy sắc, tức là có bảy màu. Rồi bầu trời thì cũng xanh, mây cũng trắng. Rồi tiếp theo, các em thấy ở đây, các em thấy có tranh thứ ba, hình vẽ thứ ba thì các em thấy có cây màu xanh lục. Và các em thấy cây này ở dưới biển. Rồi như vậy thì các em sẽ trình bày như thế nào? Các em sẽ nói với bạn về màu sắc của những cái sự vật trong thiên nhiên. Đó là mây thì màu trắng nè, trời thì có màu xanh lam, cầu vồng thì có bảy sắc, cây thì màu xanh lục. Rồi tiếp theo bài đọc số 1 nhỏ, sóng và cát ở Trường Sa. Những con sóng bền bỉ ngày đêm vẽ quanh trên đảo một viền hoa như một dải đăng ten mềm mại. Dải đăng ten ấy chuyển động liên tục tùy theo từng mùa. Cát xung quanh các đảo ở Trường Sa là những vụn san hô nên rất tơi nhẹ. Chúng thường ánh lên dưới mặt trời. Trên những dòi cát này, gió và sóng cùng nhau xoay vần, vẽ nên những bức tranh thiên nhiên nhiều hình thù sinh động. Đặc biệt, có dòi cát còn tạo nên hình chữ S trong giống bản đồ Việt Nam giữa biển khơi. Hình ảnh cát san hô trắng lấp lánh, biển xanh và màu áo của các chú bộ đội hải quân hòa quyện tạo nên vẻ đẹp riêng cho những hòn đảo ở Trường Sa. Nguyễn Xuân Thủy. Như vậy thì các em vừa theo dõi bài đọc. Và ở trong bài đọc có các từ đăng ten, tức là vật bằng chỉ, sợi để làm đường viền trang trí. Dôi là dải cát lò ra ở phía biển. Rồi tiếp theo là trả lời câu hỏi 1. Sóng ở các đảo được tả như thế nào? Thì các em đọc kỹ đoạn văn đầu tiên. Những con sóng bền bỉ ngày đêm vẽ quanh trên đảo một viền hoa như dải đăng ten mềm mại. Dải đăng ten ấy chuyển động liên tục tùy theo từng mùa. Như vậy thì chúng ta thấy sóng ở các đảo được tả đó là... được tả như thế nào? Những con sóng được tả như là những con sóng bền bỉ ngày đêm vẽ quanh chân đảo một viền hoa như một dải đăng ten mềm mại. Rồi tiếp theo câu số 2. Trên các đảo ở Trường Sa, cát có gì lạ? Thì các em hãy đọc phần đầu của đoạn văn thứ hai. Cát xung quanh các đảo ở Trường Sa là những vụn san hô nên rất tơi nhẹ.
chúng thường ánh lên dưới mặt trời. Như vậy thì, ở câu số 2 này, trên các đảo ở Trường Sa cát là những vụn san hô nên rất tơi nhẹ, chúng thường ánh lên dưới mặt trời. Rồi tiếp theo câu số 3, nhờ đâu những hòn đảo ở Trường Sa có vẻ đẹp rất riêng? Như vậy ở câu số 3 này các em hãy đọc kỹ đoạn văn cuối cùng. Như vậy những hòn đảo ở Trường Sa có vẻ đẹp rất riêng là do hình ảnh các san hô trắng lấp lánh, biển xanh và màu áo của các chú bộ đội hải quân hòa quyện vào nhau. Tiếp theo câu số 4, kể những điều em biết về Trường Sa. Như vậy thì các em sẽ dựa vào sự hiểu biết của bản thân mình để kể về Trường Sa. Thì ở đây cô ví dụ, Trường Sa là quần đảo thuộc chủ quyền của đất nước Việt Nam ta. Tại nơi này, các chú bộ đội hải quân vẫn đang ngày ngày canh giữ bảo vệ chủ quyền của quốc gia. Rồi tiếp theo là phần ghi nhớ nội dung của bài đọc, đó là miêu tả vẻ đẹp đặc biệt của sóng và cát ở các đảo Trường Sa, thể hiện tình cảm trân trọng của tác giả đối với những người làm nhiệm vụ canh giữ biển đảo. Liên hệ bản thân, chúng ta phải biết trân trọng thiên nhiên, biết ơn những người làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Rồi tiếp theo là số 2 nhỏ, viết A nghe viết chim rừng Tây Nguyên. Thì ở phần nghe viết này các em sẽ nhờ người thân hoặc là bạn bè đọc cho chúng ta nghe và chúng ta viết, rồi sau đó các em sẽ tự kiểm tra lại lỗi chính tả của mình nhé. Rồi tiếp theo câu B, chọn con ốc có từ ngữ viết sai và cho biết cách chữa. Như vậy các em sẽ chọn những cái con ốc có cái từ ngữ viết sai và sau đó các em sẽ cho biết cái cách chữa lại như thế nào. Thì ở đây các từ ngữ trong con ốc đó là dành dụm, quý giá, giang sơn, yêu dấu và giàn khoan. Như vậy thì các em thấy từ con ốc có từ ngữ viết sai đó là giàn khoan, thì các em phải chữa lại là thành là giàn khoan. Như vậy con ốc có từ viết sai là giàn khoan, sửa lại thành giàn khoan. Rồi tiếp theo câu C, chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với mỗi ô hoa. Khiếu khứu, rồi biếu bướu. Như vậy ở đây có các từ năng thì sẽ là năng khiếu, con khứu, rồi cái thì là cái bướu, rồi biếu quà, rồi tiếp theo khoan thì sẽ là khoan tàu, mũi khoan, rồi hoàng huy hoàng, rồi sẽ là hoàn lại. Như vậy chúng ta chọn tiếng phù hợp với mỗi ô hoa đó là khiếu khứu, năng khiếu, con khứu, biếu bướu, cái bướu và biếu, khoan tàu, mũi khoan, hoàn hoàng, huy hoàng, hoàn lại.
Rồi tiếp theo câu số 3, xếp các từ ngữ dưới đây vào hai nhóm. A chỉ sự vật, B chỉ đặc điểm của sự vật. Như vậy chúng ta sẽ xếp các từ ngữ trong những đám mây này vào hai nhóm, thứ nhất là từ chỉ sự vật và từ chỉ đặc điểm. Rồi chúng ta có các từ ngữ như sau: bao la, bạt ngàn, biển cả. Thì các em đọc kỹ các từ rồi chúng ta sẽ sắp xếp vào từng nhóm cho phù hợp. Như vậy bao la, bạt ngàn ở đây đó là chỉ, là từ ngữ chỉ đặc điểm của sự vật, đó là rộng lớn, bao la, bạt ngàn. Rồi tiếp theo biển cả, biển cả ở đây là từ ngữ chỉ sự vật. Rồi bầu trời là từ ngữ chỉ sự vật. Trập trùng là từ ngữ chỉ đặc điểm của sự vật. Mênh mông là từ ngữ chỉ đặc điểm của sự vật, tức là rộng mênh mông. Rồi tiếp theo sông suối rừng núi thì là từ ngữ chỉ sự vật. Như vậy câu A chỉ sự vật có các từ biển cả, bầu trời, sông suối, rừng núi. B chỉ đặc điểm của sự vật là bao la, bạt ngàn, trập trùng, mênh mông. Rồi tiếp theo câu 4, thực hiện các yêu cầu dưới đây. A dựa vào các bài đọc đã học, chọn từ ngữ ở thẻ màu xanh phù hợp với từ ngữ ở thẻ màu hồng. Như vậy thì ở câu A này chúng ta sẽ dựa vào các bài đọc đã học, chọn cái từ ngữ ở thẻ màu xanh ở đây phù hợp với thẻ màu hồng. Như vậy ở thẻ màu hồng chúng ta có những cành đào Sơn La, rừng ngập mặn Cà Mau, họ nhà chim, bãi cát san hô. Thẻ màu xanh là rừng ngập mặn lớn nhất Việt Nam, hót rộn vang cả mặt nước, lấp lánh dưới ánh mặt trời, khỏe khoắn vươn lên. Như vậy chúng ta sẽ chọn những cái thẻ màu xanh, từ ngữ thẻ màu xanh phù hợp với thẻ màu hồng. Như vậy ở thẻ màu hồng, những cành đào Sơn La thì chúng ta sẽ chọn như thế nào? Là như thế nào? Những cành đào Sơn La khỏe khoắn vươn lên. Rồi rừng ngập mặn Cà Mau là rừng ngập mặn lớn nhất Việt Nam. Như vậy các em sẽ nói như sau: rừng ngập mặn Cà Mau là rừng ngập mặn lớn nhất Việt Nam. Họ nhà chim thì như thế nào? Hót rộn vang cả mặt nước. Rồi bãi cát san hô thì lấp lánh dưới ánh mặt trời. Lấp lánh dưới ánh mặt trời. Rồi tiếp theo câu B, đặt 2 đến 3 câu tả một cảnh đẹp của Việt Nam theo gợi ý. Như vậy chúng ta sẽ đặt 2 đến 3 câu tả một cảnh đẹp ở Việt Nam theo gợi ý dưới đây. Thì các em thấy ở đây là cột cờ ở Hà Nội. Có cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trong gió. Rồi tiếp theo ở đây là cố đô Huế. Như vậy các em nhớ lại, các em có thể là tả cố đô Huế hoặc là cột cờ Hà Nội hoặc là bến cảng Nhà Rồng ở bên đây, hoặc là một địa danh nào đó mà em biết. Thì các em sẽ đặt câu về một cảnh đẹp của Việt Nam. Thì ở đây các em quan sát thì ở đây có gợi ý cho chúng ta đó là cố đô Huế nè, cột cờ Hà Nội và bến cảng Nhà Rồng. Như vậy các em có thể là tả những nơi này hoặc là một cái địa danh nào đó mà em biết. Thì đây cô ví dụ là chúng ta sẽ tả về cảnh đẹp đó là cột cờ Hà Nội.
Ở cột cờ Hà Nội, lá cờ đỏ sao vàng luôn phấp phới tung bay trong gió. Rồi hoặc là cố đô Huế gìn giữ nét đẹp truyền thống một thời xa xưa. Rồi tiếp theo câu số 5, nói và nghe. A. Cùng bạn nói và đáp lời phù hợp với từng tình huống sau. Bạn em làm rơi mất cây bút rất đẹp, cây hoa giấy bà trồng bị chết. Như vậy thì chúng ta sẽ nói lời an ủi với bạn. Nói và đáp lời phù hợp trong tình huống, hai tình huống này thì chúng ta sẽ nói lời lời an ủi với bạn, hoặc là bạn nói lời an ủi với mình. Thì đối với tình huống đầu tiên, em làm rơi mất cây bút rất đẹp, thì em sẽ an ủi bạn là bạn đừng lo lắng quá, sẽ có người tốt nhặt được và trả lại bạn thôi. Rồi bạn mới trả lời mình cũng hy vọng như vậy. Rồi tiếp theo, tình huống tiếp theo, cây hoa giấy bà trồng bị chết. Thì lúc này em buồn, em sẽ nói là mình buồn quá, cây hoa giấy do bà mình trồng đã chết mất rồi. Thì bạn mới an ủi là cậu đừng buồn nhé, hãy trồng một cây hoa giấy mới và cùng bà cậu chăm sóc thật cẩn thận nhé. Rồi tiếp theo câu B, em sẽ nói thế nào để mời bạn thưởng thức một món đặc sản ở quê em? Thì ở câu B này chúng ta sẽ nói lời mời với bạn. Thì các em xem ở quê em có những cái món đặc sản nào và em sẽ nói như thế nào để mời bạn. Thì ở đây cô ví dụ là mời bạn ăn bánh đậu xanh đặc sản của Hải Dương quê mình, bánh thơm và ngon lắm. Rồi tiếp theo là câu số 6, nói viết về tình cảm với người thân. A. Sắp xếp các câu dưới đây theo thứ tự hợp lý để tạo thành đoạn văn. Đón em về, ông lại cùng em tưới cây hay chơi cờ. Em luôn mong ông nội mạnh khỏe, sống lâu. Thỉnh thoảng ông còn chở em đi nhà sách, công viên và cùng em đọc sách, chơi trò chơi. Trong nhà ông nội là người gần gũi với em nhất. Mỗi sáng và chiều ông đều đưa đón em đi học đúng giờ. Như vậy thì ở câu A này các em hãy sắp xếp theo thứ tự. Người thân mà bạn nhỏ muốn bày tỏ tình cảm là ai? Bạn nhỏ cùng với người thân đó thường cùng nhau làm gì? Bạn nhỏ mong muốn điều gì? Thì chúng ta sẽ sắp xếp theo thứ tự như vậy. Như vậy thì các em sẽ sắp xếp theo thứ tự như sau. Là đầu tiên là ý số 4. Trong nhà ông nội là người gần gũi với em nhất. Mỗi sáng và chiều ông đều đưa đón em đi học đúng giờ. Đón em về ông lại cùng em tưới cây hay chơi cờ. Rồi thỉnh thoảng ông còn chở em đi nhà sách, công viên và cùng em đọc sách, chơi trò chơi. Em luôn mong ông nội mạnh khỏe. Nên như vậy chúng ta sẽ sắp xếp các câu theo thứ tự. Đó là câu 4, câu 5, câu 1, câu 3 và câu 2. Rồi tiếp theo câu B là đọc lại đoạn văn và trả lời câu hỏi. Đoạn văn viết về tình cảm của ai với ai? Hằng ngày ông cùng bạn nhỏ làm những việc gì? Tình cảm của bạn nhỏ với ông ra sao? Thì các em đọc lại cái đoạn văn ở trên đây. Rồi các em trả lời các câu hỏi này.
Thì đoạn văn viết về tình cảm của người cháu với ông nội. Hằng ngày ông thường đưa đón bạn nhỏ đi học về. Hai ông cháu thường cùng nhau tưới cây hay chơi cờ. Thỉnh thoảng ông chở bạn nhỏ đi nhà sách, công viên và cùng đọc sách, chơi trò chơi. Bạn nhỏ mong ông luôn khỏe mạnh và sống lâu. Rồi tiếp theo câu C, viết 4 đến 5 câu về tình cảm của em với anh hoặc chị em của em theo gợi ý. Anh, chị hoặc em tên là gì? Em và anh, chị hoặc em thường cùng nhau làm gì? Tình cảm của em với anh, chị hoặc em như thế nào? Thì các em sẽ viết bài theo gợi ý ở trên đây là chúng ta sẽ viết 4 đến 5 câu về tình cảm của em với anh hoặc là chị hoặc là em của mình. Thì dựa vào các gợi ý ở trên đây. Thì ở đây cô ví dụ như là anh trai em tên là Minh Tuấn, anh thường chơi cùng với em. Có đồ ăn ngon anh Tuấn sẽ nhường hết cho em. Buổi tối thì anh thường giảng bài lại cho em những bài tập khó. Em rất yêu quý anh trai em. Em mong anh em luôn luôn yêu thương và gắn bó với nhau. Rồi tiếp theo là phần vận dụng. Một, đọc một bài thơ về đất nước Việt Nam. A, chia sẻ về bài thơ đã đọc. B, viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ. Như vậy chúng ta sẽ đọc một bài thơ về đất nước Việt Nam. Rồi các em sẽ chia sẻ về bài đọc. Rồi viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ như về tên bài thơ. Rồi tác giả, tập thơ, điều em thích, câu thơ, hình ảnh, cảm xúc, vân vân. Thì ở đây cô ví dụ như là chúng ta đọc bài thơ Việt Nam quê hương ta của Nguyễn Đình Thi. Thì chúng ta sẽ điền vào phiếu đọc sách tên bài thơ đó là Việt Nam quê hương ta, tác giả Nguyễn Đình Thi, trích từ trường ca bài thơ Hắc Hải. Điều em thích, câu thơ, quê hương biết mấy thân yêu, bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau. Hình ảnh cánh đồng lúa mênh mông với cánh cò bay rạc rền. Cảm xúc, em thấy yêu quê hương, đất nước mình hơn, biết ơn sự hy sinh của các anh hùng đã ngã xuống để cho chúng em có cuộc sống bình yên như bây giờ. Rồi tiếp theo là số 2 nhỏ, chơi trò chơi họa sĩ nhí. A, vẽ một hòn đảo. B, giới thiệu về bức tranh vẽ của em về bức vẽ của em. Thì ở phần câu số 2 này chúng ta sẽ vẽ một hòn đảo và giới thiệu về bức vẽ của mình. Thì các em có thể là vẽ quần đảo Trường Sa hoặc là dựa vào những cái điều mà tác giả đã nêu miêu tả ở trong bài Sóng và Cát ở Trường Sa thì các em có thể vẽ về cái quần đảo Trường Sa này. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 2 của bộ sách Trên Trời Sáng Tạo. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và chào tạm biệt các em.